Ok, bây giờ thầy tiếp tục sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chúng ta làm được cái menu ở đây. Hai người thành navigation trong WordPress. Và làm thế nào để chúng ta có thể tạo được cái menu con khi mà chúng ta bấm vào đây và chúng ta sầu xuống như thế này. Đó. Việc chúng ta tạo menu như thế này giúp chúng ta làm việc thuận tiện hơn và người xem cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà người ta vào trong trang web của chúng ta. Bây giờ thì làm sao để chúng ta đặt menu như thế này? Thì cách làm rất đơn giản như sau. Chúng ta sẽ vào thay phần My Site và chúng ta bấm vào cái phần sim này chỗ này thì chúng ta còn cái customize. Thôi hôm nay thầy hơi mệt nên cái giọng nó hơi kỳ. Thầy sẽ gắng nói các bạn thật ít và thật dễ hiểu cho các bạn. Giờ bằng chậm để các bạn thông cảm chút xíu. Rồi ngoài những mục như chúng ta thấy thông thường, đó là Sanitity, Color, Background, phông chữ, Header Image, Interaction, Widgets, Homepage Setting, thì chúng ta sẽ có thêm một cái mục có tên là Menu này. Và khi vào đây á, thì thông thường chúng ta sẽ có hai menu chính và Social. Và chúng ta sẽ thấy cái menu Location ở đây, chúng ta sẽ có như này. Với menu chúng ta để ý hai cái. Cái thứ nhất á, là cái phần menu trên đây này sẽ có bao nhiêu menu. Và thứ hai là chúng ta sẽ tìm xem cái location của nó có gì không. Nó nằm ở đâu. Thì thông thường á, cái menu chính chúng ta sẽ nằm trên header. Còn cái social menu chúng ta muốn đặt ở dưới hay đặt đâu cũng được. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta chỉnh sửa được một cái menu nào đó? Thì hiện tại thầy sẽ bấm vào chọn cái menu chính hoặc gọi là cái primary menu á, thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta sẽ có cái menu chính của chúng ta. Tiếp theo của tụi con hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa có những cái này đâu. Thì đầu tiên á, chúng ta muốn có thì chúng ta sẽ phải tạo ra những cái category. Thì cách tạo category rất là đơn giản, chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web của chúng ta như sau và chúng ta bấm xuyệt chọn WP ngang qua admin chỗ này ha. Chúng ta enter xuống. Ở đây các bạn thấy là hầu như tất cả những cái menu thầy đều tạo trên category. Và như vậy là khi chúng ta bấm vào từng category á, thì những bài viết liên quan đến category đó nó sẽ hiện lên. Và category là cái gì thì bài học trước chúng ta đã nói rồi, nó giúp chúng ta quản lý từng cái bài post trong riêng từng topic khác nhau để chúng ta dễ dàng truy cập hơn sau này. Rồi sau khi truy cập vào cái trang WP admin chỗ này thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục post chỗ này và chúng ta chọn là categories. Khi chúng ta vào đây thì chúng ta có thể tạo ra những category như sau. Ví dụ thầy muốn tạo ra một category mới. Ở trong đây ví dụ category là test đi, thử nghiệm ha. Và thầy muốn viết preference category của nó là cái mi. Đây, thầy sẽ cho vào mi. Thầy sẽ add new. Đang khá là chậm. Và các bạn cứ như thế, chúng ta add vào những cái category khác cho riêng mình. Thì như vậy các bạn thấy là những cái category cha thì nó sẽ nằm ngoài đây và không có dấu gạch. Còn những category con nó sẽ nằm có dấu gạch và nằm dưới cái category cha.
và chúng ta cứ muốn thêm bao nhiêu chúng ta thêm vào. Chuyện này rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Thì thông thường á, thì chúng ta nên tạo ra khoảng từ 3 đến 4 category cha, và trong đó sẽ có những category con. Thì ví dụ như category cha là thể thao đi, thì có những category con như là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Còn những category liên quan đến fashion thì chúng ta sẽ có một category cha tên là fashion. Còn category con có thể là mùa đông, mùa hạ, mùa hè, xuân, mùa thu gì đó, hoặc là tùy các bạn, thì chứ anh không làm được fashion lắm. Thì chúng ta sẽ có những cái category con như vậy. Và thông thường thì một trong các chúng ta thì sẽ có nhiều chủ đề, vì thế là chúng ta cứ tạo ra những category như vậy cho hợp lý. Rồi sau khi chúng ta tạo được category xong thì chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ thêm vào menu như thế nào. Thì để các bạn thêm menu thì chúng ta sẽ bấm vào nút Add Item, và chúng ta thông thường chọn vào cái category chỗ này, và chúng ta tìm tới cái chúng ta vừa tạo lúc này. Ok, thầy kìa, đã có đây rồi. Chúng ta sẽ bấm kéo nó ra. Thôi là, xin lỗi, chúng ta bấm cộng nó ra. Và sau khi bấm cộng nó ra thì nó sẽ nằm ở phía sau này. Và hiện tại nếu các bạn muốn nó tạo ra những cái menu con giống như lúc nãy chúng ta bấm vào mà chúng ta sổ xuống á, thì chúng ta sẽ kéo nó vào cái phần menu con của chúng ta. Chúng ta kéo vào đây. Và chúng ta muốn kéo vào nữa thì cũng được. Tuy nhiên thì thầy khuyên các bạn nên để hai cái tầng thôi, tầng cha, tầng con. Còn nếu mà chúng ta vô một tầng thì rất là khó chịu. Và sau khi chúng ta kéo vào xong, chúng ta nhấn Publish. Đấy, chúng ta nhấn Publish. Và chúng ta sẽ chờ một chút xíu để cái hệ thống nó chấp nhận cái menu mới của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ truy cập lại trang của chúng ta. Và chúng ta vào cái mục menu, chúng ta sẽ thấy cái mục là test. Hiện tại trong category test chưa có một bài viết nào. Nếu mà chúng ta viết một bài viết nào đó liên quan đến category test thì nó sẽ hiện ra, thầy sẽ viết nhanh một bài. Ở đây chẳng hạn. Ví dụ như ABC rồi đó. Đây là bài test. Hay. Xin chào các bạn. Đây là bài test thử nghiệm. Để thầy sẽ tắt cái share Facebook để cho nó tiện ha. Và thầy sẽ đưa cái này vào trong cái mục là test đâu à mi, thì cái mục test này thầy sẽ đưa vào cái mục test. Ok, như vậy thầy sẽ copy lên đó, làm nhanh chút xíu đấy. Và sau khi thầy truy cập vào trong các của thầy, thầy vào cái mục mi và bấm bài test thì nó sẽ ra một bài viết. Hiện tại trong đó một bài viết nó sẽ loading ra một bài viết liên quan đến bài test này. Và nếu chúng ta đưa vào nhiều bài viết thì tự động nó sẽ tự động load ở trên cái mục mà trong đúng category chúng ta đưa ra. Ví dụ đây thầy sẽ có dự án, thì khi thầy bấm vào thì nó sẽ ra những cái bài viết nó liên quan đến cái category này. Ở đây. Oops, chưa viết trên đây này. Đó, bây giờ như đây thì nó sẽ ra những bài viết liên quan đến từng category như thế này. Rồi, chúc các bạn tạo ra thành menu thành công.